Này, một năm trước á, thì Hiệp có đi quay ở những khu vực của tái định cư đất Nia này với làng quân nhân anh chị. Thì là bản đi gần cả một năm rồi thì em quay lại á, thì trời ơi, khi mà em lên cam á là tốc độ phủ dân khủng khiếp luôn anh chị, là dân đông cực kỳ luôn. Ở góc nhìn này anh chị mình nhìn thấy để ý nè, là dân quá đông luôn anh chị, là cả tái định cư đất Nia, tái định cư làng quân nhân. Hôm nay em Hiệp giữ anh chị á, là lô đất và tái định cư đất Nia, là lô xe 5 anh chị, 10m nhân cho 25m hướng chính tây ha, 100% thổ cư, dân quá trời đông luôn. Sau đây em xin review mặt dưới cho anh chị mình tham khảo này. Hiệp xin chào mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang đứng ở đường Inê của tái định cư đất Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ạ. Hôm nay là sản phẩm Hiệp giới thiệu cho anh chị là đất nền, đất tái định cư đất Nia ha, là có diện tích là 10 x 25, sổ là một sổ là 259 m2 ạ. Đất tái định cư đây là 100% là thổ cư anh chị, là mặt đường Inê ha. Thì cái ở đây á, thì anh chị mà quan sát trên cao là mình cũng thấy dân cư cực kỳ đông rồi. Cái khu tái định cư này á, là khu đông dân nhất của trong tất cả các tái định cư anh chị. Thì ở đây là bên này là tái định cư đất Nia, còn cách đi qua cái hồ này anh chị, ra bên kia là tái định cư làng quân nhân á. Thì cái mảnh đất nền của mình á, là mảnh này là mảnh C5 anh chị. Cái ranh này là từ cái bờ tường này đi qua này, đụng bờ tường này anh chị này, là 10m ha, đất 100% thổ cư, là hướng chính tây nha anh chị. Là anh chị mình theo em mình di chuyển ra phía sau luôn nè, là cái mảnh này là view hồ ạ, là phía sau mình giáp hồ anh chị. Thì cái chiều dài của tái định cư trung bình là 25 thôi. Còn bên cạnh hai bên hàng xóm của mình á, thì người ta cũng đã xây nhà và làm móng này anh chị, móng cái chân dàn chân móng nè anh chị. Mình ở đây á, thì nó cao hơn, địa thế nó cao hơn nên là đặc biệt là view nó rất là thoáng nữa. Thì cái phần ở phía em di chuyển lại cái phần mà giáp hồ đây anh chị, phần giáp hồ phía dưới đây ha. Thì cái đất của mình á, thì trong sổ thì nó chỉ có tới cái phần chỗ cái bờ tường này, đất tái định cư thôi, nhưng mà ở dưới cái phần giáp hồ á, thì anh chị mình thấy mấy nhà hàng xóm người ta cũng đã sử dụng cái phần giáp hồ để người ta làm tiểu cảnh á, để người ta chơi anh chị. Ở đây ha, này này là có bờ móng này anh chị này, móng dưới đây rất là kiên cố này ha, móng dưới đây này là móng của tái định cư này, rất kiên cố này. Thì cái phần ở dưới này á, thì anh chị là mình có chơi thì dưới đây mình làm chỗ chơi ha. Còn cái phía bên kia là đất tái định cư là quân nhân anh chị, dân đông cực kỳ luôn. Còn cái ba quả đồi của thôn Năm Rạ kìa, ở đây trời sáng là mây lượn lờ ha, những cái bên đó là khung cảnh cũng rất là bình yên anh chị. Còn cái phần hồ dưới này nè, hồ đây là hồ nhỏ thôi, một cái hồ nhỏ thôi, hồ nối với hai tái định cư là hồ nhỏ thôi. Dưới này cũng rất là đẹp anh chị, view cũng rất là thoáng này. Đây buổi sáng thì đẹp lắm luôn anh chị ơi, là mây lượn lờ luôn. Còn bên kia là đại dân đông cực kỳ luôn. Em cũng không ngờ là lâu nay em đi quay lại á, là cái đất của tái định cư này á, là người ta xây nhà nhiều kinh khủng luôn anh chị. Tốc độ của dân khủng khiếp luôn, là của tái định cư đất Nia và tái định cư làng quân nhân. Thì nhìn trên cam là mình thấy anh chị, dân đông rất là đông luôn. Mà móng của nhà hàng xóm làm nè, rất là chắc chắn này. Anh chị nào mình làm thì mình làm nhà thì mình cũng tham khảo ha. Thì hôm trước có làm thị trường ở đây, giá trung bình ở đây cũng tầm 250 một mét anh chị. Đất tái định cư á, đất cố hữu ạ, đất đây đất ở ạ. Ở trên màn hình là cái mặt kinh sổ của mình ạ, đất này là đất tái định cư ạ, là full 100% thổ cư, đất diện tích là 259,7 m2 ạ, lô xe 5, hướng là hướng chính tây ạ. Anh chị nào mình quan tâm tới cái sản phẩm này á, thì xin ca lô cho Hiệp ha. Về phần giá cả và thông tin chi tiết nhất á, là Hiệp xin cập nhật lên cái phần tiêu đề, phần mô tả nha anh chị. Em cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi video ạ. Em xin hẹn anh chị vào những video sau của kênh ạ.